Chân Long Chí Tôn Đô Thị, Vương Nhất. Tập 29. Có thể thấy, máy bay đang lao thẳng xuống dưới. Ngay lúc máy bay sắp rơi xuống, Vương Nhất hét to, mở nguồn điện tổng. Khương Nhã Mi mở điện, đèn tất cả các thiết bị trong khoang lái đều bật sáng. Vương Nhất đang điều khiển cần, rồi lại bồng kéo lên trên. Đằng trước có một ngọn núi. Sắp va vào rồi. Cơ trưởng không dám nhìn, anh ta nhắm chặt mắt. Ánh mắt Vương Nhất càng sắc bén hơn, anh ta đánh cần gạt sang một bên. Vè on máy bay lướt qua ngọn núi. Gió yên, sóng lặng. Trên bầu trời, chỉ có một cái máy bay bay vững vàng, đằng sau là một hàng khói trăng. Bốp bốp. Lúc hai người Vương Nhất và Khương Nhã Mi ra khỏi khoang lái, cả cabin vỗ tay như giấm dậy. Gương mặt mọi người đều hiện lên nụ cười sống sót sau tai nạn, họ rất xúc động. Cảm ơn hai người đã cứu chúng tôi. Đúng là tập đoàn vệ sĩ xuyên quốc gia Thần Long nước Hát, thật là chuyên nghiệp. Tập đoàn vệ sĩ xuyên quốc gia Thần Long nước Hát đúng không? Lúc về tôi sẽ đầu tư quay một bộ phim lấy tên là Cơ trưởng nước Hát. Những lời ca ngợi vang lên không ngừng. Vương Nhất và Khương Nhã Mi nhìn nhau, không gì mà chỉ về chỗ của mình. Tuy nói mắt của quần chúng sáng như tuyết, nhưng thật ra người dễ bị che mắt cũng là quần chúng. Hai vệ sĩ đã chứng minh được thân phận ở tập đoàn vệ sĩ xuyên quốc gia Thần Long nước Hát, trong mắt quần chúng họ là người chuyên nghiệp. Tuy Khương Nhã Mi nói thân phận của mình nhưng không ai tin. Cô ta là pháp y. Đây cũng là kết quả mà Vương Nhất muốn, anh cũng không muốn hành động của mình quá nổi bật, vậy trái lại sẽ khiến vài người chú ý. Cho nên hai vệ sĩ này chính là cái vỏ hoàn hảo nhất. Hai vệ sĩ ngơ ngác, trong khoang lái họ chưa làm gì sao cũng trở thành anh hùng thật ra. Trong khoang lái Vương Nhất và Khương Nhã Mi làm gì đó, họ nhìn đến hoa mắt cũng chẳng hiểu hai người kia đang làm gì. Nhưng chỉ có họ biết, anh hùng thật sự cứu chiếc máy bay này là Vương Nhất và Khương Nhã Mi. Thật ra không phải chúng tôi. Hai vệ sĩ cũng là người thật thà, họ định nói chân tướng thật sự. Bồng Kim Đức Hiếu lại bước đến, võ mạnh lên vai họ. Các cậu lập công lớn rồi, các cậu đã cứu mọi người trên máy bay, khi về tôi sẽ thăng chức tăng lương cho các cậu. Chắc chắn việc này sẽ trở thành tin hot trong xã hội, lúc đó sẽ có phóng viên tới phỏng vấn, khi ấy hai cậu chính là người đại diện cho tập đoàn vệ sĩ xuyên quốc gia Thần Long nước Hy. Kim Đức Hữu nói mà nước miếng bay tứ tung, vẻ mặt hai vệ sĩ lại rất ngơ ngác bức. Đây có tính là tin vui từ trên trời rơi xuống hay không? Lý Khinh Hồng nhìn Vương Nhất và Khương Nhã Mi, nói em biết hai người cứu đúng không? Vương Nhất cười, ai cứu cũng chẳng quan trọng. Quan trọng bây giờ mọi người đều an toàn là được. Lý Khinh Hồng mỉm cười. Cô ta cũng rất khuyến khích họ làm việc tốt không lấy danh. Chính họ cứu mọi người, các cậu biết xấu hổ chút được không? Tiếng của Kim Đức Hữu lại vang lên. Vệ sĩ của tôi cứu mọi người trên máy bay, tôi có gì đâu. Tôi có vênh váo đâu. Trái lại các cậu còn chẳng có tư cách để nói. Kim Đức Hữu thực khinh thường Vương Nhất, hiện tại liên quan Lý Khinh Hồng cũng cùng nhau chán ghét. Các vị có nghe thấy không? Thằng nhãi này nói cậu ta đã cứu cả máy bay, nhưng theo tôi biết, cậu ta còn chẳng có công việc hẳn hoi. Vì thế, ánh mắt của tất cả hành khách trên chuyến bay nhìn Vương Nhất lại thay đổi. Đúng là không biết xấu hổ, người ta là những người chuyên nghiệp, họ chuyên cứu người, có liên quan gì với cậu đâu. Tôi thấy họ muốn vào khoang lái để xem khoang lái trông ra sao thôi. Ngay cả tiếp viên hàng không phục vụ chuyến bay cũng nhìn Vương Nhất đầy chán ghét. Cô ta chẳng thèm phục vụ anh. Vương Nhất cười khổ. Không phải anh không muốn nói thân phận của mình, nhưng anh nói mọi người lại chẳng ai tin. Trước kia Vương Nhất cũng từng nói với Lý Khinh Hồng chuyện mình là ấn chủ, nhưng Lý Khinh Hồng hoàn toàn không tin, còn bảo anh đừng nói đùa. Sau đó máy bay Yên Bình lái thẳng đến Yên Kinh, không xuất hiện thêm bất cứ điều gì khác thường. Vương Nhất dẫn Lý Khinh Hồng và Khương Nhã Mi xuống máy bay. Không ngờ Kim Đức Hữu vẫn cứ đi theo. Cô Khương, cô đi đâu vậy? Nói tôi nghe thử, nếu chúng ta cùng đường, tôi sẽ cho mọi người đi nhờ một đoạn. Kim Đức Hữu ân cần cười nói. Sống sót sau tai nạn, mới khiến ông ta thật sự nhận ra mạng sống quý giá đến mức nào. Tại sao mạng sống lại đáng quý? Vì chưa tiêu hết tiền, chưa chơi hết gái Lý Khinh Hồng đã đủ cao cấp, nhưng cô ta đã kết hôn, nên Kim Đức Hữu chỉ có thể đợi thời cơ ở Khương Nhã Mi. Ông ta sẽ không để Khương Nhã Mi đi. Vì khi họ đến Yên Kinh là đã bước vào địa bàn của ông Tan không cùng đường. Khương Nhã Mi bỏ qua luôn câu hỏi phía trước của ông ta.
thời tiết tại Yên Kinh đang khá lạnh, hơn nữa không khí rất bụi nên cô ta đeo khẩu trang, mặc thêm áo gió. Áo gió chỉ dài đến bắp chân cô ta, bên dưới chiếc quần bút chỉ thẳng tắp là cẳng chân trơn bóng, khi bước đi làn váy lay động, trông vừa thanh lịch vừa quyến rũ. Sao lại không cùng đường cơ chứ? Cô cũng chưa nói là cô định đi đâu mà, sao biết chúng ta không cùng đường? Kim Đức Hữu sốt ruột, cô gái này còn cao hơn ông ta, khí chất lạnh lùng này thật sự rất hợp gu của ông ta. Tôi có hôn phu rồi. Khương Nhã Mi dừng bước, quay đầu nhìn ông ta, nói. Đúng thế, tôi có thể chứng minh, từ 3 năm trước cô ta đã có hôn phu rồi. Vương Nhất bên cạnh cười nói. Kim Đức Hữu trợn tròn mắt. Lời Vương Nhất có quá nhiều thông tin, Kim Đức Hữu xém chút không kịp phản ứng. Người phụ nữ tuyệt như vậy lại có hôn phu. Từ tận 3 năm trước, ánh mắt Kim Đức Hữu chợt nhìn về phía Vương Nhất, gương mặt tràn ngập giận dữ. Thằng nhãi, cậu đúng là không tốt lành gì, rõ ràng đã kết hôn, con gái đi mua nước tương được rồi thế mà còn cưới người phụ nữ khác, rốt cuộc ba người có quan hệ gì? Ông ta vừa nói xong, Vương Nhất ngẩn người. Lý Khinh Hồng và Khương Nhã Mi cũng ngẩn người. Ở đây không có ai khác nên Kim Đức Hữu bất giác nghĩ rằng vị hôn phu của Khương Nhã Mi là Vương Nhất. Ông hiểu lầm rồi, hôn phu của cô ta là anh trai tôi. Vương Nhất nhanh chóng giải thích. Cái gì? Vậy cô ta là chị dâu của cậu, ngay cả chị dâu mà cậu cũng. Kim Đức Hữu trợn mắt há mồm. Nụ trên trán Vương Nhất hiện lên ba vạch đen, bỗng nhiên anh nhận ra, anh càng giải thích thì quan hệ giữa họ càng loạn. Ánh mắt Khương Nhã Mi trở nên sắc bén, ông mà còn đi theo tôi là tôi không khách sáo đâu đấy. Ha 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 hét, Kim Đức Hữu cười to. Ông ta không có hứng biết quan hệ giữa ba người Vương Nhất, hôm nay ông ta chỉ muốn chơi người phụ nữ Khương Nhã Mi này. Không, sau khi Khương Nhã Mi nói rằng mình có hôn phu, ông ta đã đổi ý. Kể cả đã kết hôn, ông ta cũng muốn. Hôm nay cả hai người phụ nữ kia đều phải thuộc về ông ta. Chúng ta gặp nhau là có duyên, lại còn sống sót sau khi trải qua kiếp nạn cùng nhau, tôi muốn mời ba người và cả cô bạn nhỏ này đi ăn một bữa được không? Kim Đức Hữu cười tủm tỉm mời họ. Đôi tay mập mạp của Vương Tử Lam đánh vào mặt Kim Đức Hữu, vẻ mặt ghét bỏ, ba ơi! Con không thích chú béo ú quái dị này. Con nhãi thối tha. Kim Đức Hữu nổi giận, trừng mắt nhìn Vương Tử Lam. Vương Tử Lam chẳng thèm nhìn ông ta, cô bé trốn vào lòng Lý Khinh Hồng. Nụ cười trên mặt Vương Nhất và Lý Khinh Hồng cũng biến mất. Tôi mặc kệ ông là ai, con gái tôi nói không thích ông, nên bây giờ ông phải lập tức biết mất trước mắt chúng tôi. Vương Nhất tức giận nói. Lý Khinh Hồng cũng giống chồng mình, cô ta không muốn gây chuyện. Nhưng nếu người đó cứ căn chặt không tha, vậy cũng đừng trách cô ta. Trên mặt Kim Đức Hữu hiện lên lửa giận, hai người đẹp, tốt xấu gì vệ sĩ của tôi cũng cứu mạng hai cô, chẳng lẽ các cô không thể nể mặt ăn cùng tôi một bữa cơm hay sao? Khương Nhã Mi liếc xéo hai vệ sĩ kia, tôi không có ý khinh hai vệ sĩ đó, có điều họ có liên quan gì đến việc cứu máy bay đâu. Vẻ mặt hai vệ sĩ rất xấu hổ, họ chột dạ, hoàn toàn chẳng dám đáp lại. Kim Đức Hữu giận dữ, nếu tôi cứ bắt một trong hai người phải ăn cơm với tôi thì sao? Ông ta đang nói đến Lý Khinh Hồng và Khương Nhã Mi, loại thẳng Vương Nhất ra ngoài. Nét mặt Lý Khinh Hồng càng lạnh lùng, ông đang đe dọa chúng tôi sao? Các cô cứ nghĩ thế cũng được, dù sao ba người các cô cũng thiếu tôi một mạng, nếu tôi không vui, bất cứ lúc nào cũng có thể đòi lại. Vẻ mặt Kim Đức Hữu rất đáng sợ, ông ta vỗ tay. Vương Nhất và Khương Nhã Mi buồn cười liếc nhìn hai vệ sĩ kia. Sau khi Kim Đức Hữu vỗ tay, ông ta nhận ra thế mà vệ sĩ của mình lại không bước lên, trái lại như chuột thấy mèo. Ông ta lập tức nổi giận, tát mạnh lên mặt họ. Ông đây gọi chúng mày, sao lại không lên? Điếc rồi à? Ông chủ, chúng tôi không dám ra tay với họ, ông cứ gọi các anh em khác đến đây đi, không ngờ họ lại trốn ra rất xa. Kim Đức Hữu giận dữ, ông ta lấy một chiếc điện thoại. Gọi hơn 10 vệ sĩ đến đón. Họ bao vây ba người Vương Nhất, rồi nhìn ba người với ánh mắt lạnh lùng. Kim Đức Hữu đứng giữa, cười đắc ý. Thế nào, sợ chưa? Nhớ kỹ đây là Yên Kinh, chỉ cần tiện tay nhặt một cục gạch đập bừa một người trong đám đông cũng có thể giết chết mấy người quan trọng. Không dám nói trên thế giới, nhưng ở đây, tất cả đều do Kim Đức Hữu tôi quyết định, hiểu không? Kim Đức Hữu đi đi lại lại quanh Lý Khinh Hồng và Khương Nhã Mi. Ông ta vô cùng sung sướng sau khi thể hiện sức mạnh của mình trước mặt người đẹp. Nhưng ba người chẳng buồn quan tâm. Thậm chí Vương Nhất còn cười nhạt với Lý Khinh Hồng, vợ ơi,
đây là Yên Kinh, địa bàn của em, vậy đành dựa vào em vậy. Vương Nhất hoàn toàn chẳng định ra tay. Yên tâm đi. Sắc mặt Lý Khinh Hồng lạnh lùng, đang định rút điện thoại. Bỗng nhiên Khương Nhã Mi xua tay, không cần cô, Cao gia chó của tôi, tự tôi đuổi được. Vì thế, Vương Nhất và Lý Khinh Hồng nhìn Khương Nhã Mi với ánh mắt ngạc nhiên. Đặc biệt là Vương Nhất, anh còn không biết Khương Nhã Mi biết ai ở Yên Kinh. Cô ta lạnh lùng nhìn Kim Đức Hữu, có một câu của ông nói rất đúng, đây này là Yên Kinh, tiện tay nhặt một cục gạch đập bừa một người trong đám đông cũng có thể giết chết mấy người quan trọng. Nói xong, cô ta lấy điện thoại, gọi một cú, nói cho người bên kia rằng cô ta đang ở sân bay Yên Kinh. Kim Đức Hữu cười to, cô Khương, không ngờ cô cũng quen biết người ở Yên Kinh. Không biết người tôi biết với người tôi biết thì ai mạnh hơn nhỉ? Kim Đức Hữu cũng không vội bắt ba kẻ này, mà ông ta đợi người của Khương Nhã Mi đến, như vậy trông ông ta sẽ càng mạnh hơn. Khương Nhã Mi lắc đầu, cô ta hết chỗ nói với Kim Đức Hữu. Ông ta nghĩ mình mở một công ty vệ sĩ xuyên quốc gia là không ai dám chọc sao. Vương Nhất và Lý Khinh Hồng đều tò mò chờ người Khương Nhã Mi gọi đến đây. Sau 10 phút, họ thấy một quản gia trung niên dân theo một đám người vội vàng chạy vào. Kim Đức Hữu nhìn về phía tiếng động, ông ta đang định mỉa mai thì thấy gương mặt của người đàn ông trung niên, sợ đến mức hồn lìa khỏi xác. Vương tộc Yên Kinh, quản gia Khương Thị. Chào mừng cô về nhà. Vương tộc Yên Kinh, quản gia Khương Thị đi đến trước mặt Khương Nhã Mi, ông ta và những người khác cùng cúi người chào. Quản gia Khương Thị và 5 đến 60 người ông ta dân đều đồng loạt cúi người, cảnh tượng vô cùng đồ sộ. Đặc biệt khí thế của 5 đến 60 người này đều rất mạnh, xương gò má hơi lồi lên, vừa thấy đã biết họ là những người biết võ lại còn rất mạnh. Hành khách đi lại trong sân bay đều trợn mắt há mồm nhìn cảnh tượng đồ sộ này. Vương Nhất và Lý Khinh Hồng cứ như thấy quỷ. Họ nhìn Khương Nhã Mi với vẻ mặt khó tin. Nhất là Vương Nhất, anh nhìn như sắp rơi cả con ngươi vậy. Không ngờ Khương Nhã Mi lại là vương tộc ở Yên Kinh, thiên kim tiểu thư của Khương Thị. Sau đó anh nghĩ kỹ lại, thật ra có vài dấu vết chỉ ra bí mật Khương Nhã Mi là cô vương tộc Khương Thị. Đó là lúc Vương Nhất gặp y si Khương Sinh. Khi nhắc đến Khương Sinh, sắc mặt Khương Nhã Mi trông rất kỳ lạ. Lúc hai người gặp nhau, Khương Nhã Mi cũng rất lạnh lùng với Khương Sinh. Hơn nữa họ hai người giống nhau, nên có thể dễ dàng đoán ra mối quan hệ của cả hai. Chẳng qua lúc ấy Vương Nhất đầu óc đều nghĩ đến chuyện Lý Thiên Dương đang hôn mê do bị thương nặng, nên anh hoàn toàn không rảnh để quan tâm đến chuyện này. Bây giờ anh ta mới nhớ ra, Khương Nhã Mi là thiên kim của Khương Thị. Ánh mắt Lý Khinh Hồng cũng nhìn chằm chằm Khương Nhã Mi, trong ánh mắt đó, ngoại trừ kinh ngạc và sợ hãi, còn có cả tình cảm khác trong đó. Cứ như cô ta đang nhớ lại. Tóm lại, Khương Nhã Mi thật sự là thiên kim tiểu thư của Khương Thị, điều này khiến người ta rất ngạc nhiên. Đứng lên hết đi, nếu không phải tôi thấy phiền phức thì tôi đã không gọi cho các ông. Vẻ mặt Khương Nhã Mi rất thờ ơ, cứ như tập mãi thành thói quen. Quản gia Khương Thị càng cúi đầu thấp hơn, cô chủ, đây là chuyện Khương Tấn phải làm. Bây giờ từ trên xuống dưới Khương Thị đều đang đợi cô quay về. Xin cô hãy 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 quay về. Quản gia Khương Tấn hô to, sau đấy mấy vệ sĩ của Khương Thị cũng hô to. Tiếng họ như sấm, quanh quẩn ngoài sân bay. Em nhớ ra rồi. Lý Khinh Hồng như nhớ ra chuyện gì đấy, vẻ mặt rất kinh ngạc. Em nhớ ra chuyện gì? Vương Nhất tò mò hỏi. Lý Khinh Hồng nói, giống Lý Thị, khoảng 20 năm trước ở Khương Thị cũng có một cô bé bị bắt cóc. Nghe thế. Vẻ mặt Vương Nhất rất kinh ngạc, vì sao? Lý Khinh Hồng kể lại chuyện xảy ra 20 năm trước ở Khương Thị. Khương Thị là một gia tộc về y dược, mỗi người Khương Thị đều phải học y thuật, chữa bệnh cứu người. 20 năm trước, ngay lúc người đứng đầu Khương Thị bỏ ra một số tiền lớn để mua một cây kỳ chân dị thảo ở thần nông giá, nghe nói đó là một loại thuốc mới, đó là phát hiện có tính lịch sử. Vốn dĩ cây kỳ chân dị thảo này sắp được dâng cho một người có địa vị cao ở vương tộc. Nhưng trước đó một ngày, nó lại bị lấy trộm. Trộm. Nghe vậy, vẻ mặt Vương Nhất vô cùng kinh ngạc. Đúng thế. Lý Khinh Hồng gật đầu, sau đó họ tìm thấy người ăn trộm. Đó là một cô bé 5 tuổi, cô bé trộm cây kỳ chân dị thảo này để chữa bệnh cho mẹ đang bị ốm nặng. Nhưng bệnh của mẹ cô bé đã trở nên nguy kịch, chỉ một cây thảo dược thì cũng lắm chỉ có thể kéo dài tuổi thọ thêm mấy tháng. Nhưng trên dưới Khương Thị đều rất giận dữ.
họ muốn trừng trị cô bé đó thật nghiêm khắc. Hơn nữa việc này cũng đến tai người có địa vị cao kia. Dưới áp lực của vương tộc, hơn nữa mẹ cô bé cũng biết con mình làm sai, nên dù bệnh nặng vẫn chủ động xin gánh trách nhiệm. Hôm sau, người ta phát hiện ra bà ta đã chết trong nhà. Người chết cũng là người Khương thị, nhưng những người khác ở Khương thị cảm thấy kể cả bà ta có chết cũng chưa hết tội, hơn nữa họ còn bo bo giữ mình nên quyết định đuổi cô bé ra khỏi Khương thị, đến khi chết, người Khương thị cũng không nhớ rõ tên mẹ cô bé kia là gì. Bà ta tên là Khương Vĩnh, chỉ là một cô chủ của dòng nhánh Khương thị, đương nhiên người Khương thị không nhớ ra tên bà ta. Khương Nhã Mi bỗng nhiên lên tiếng, nói ên mẹ của cô bé kia. Giọng điệu cô ta rất bình thản, hoàn toàn chẳng cảm nhận được bất cứ đau buồn nào. Vương Nhất và Lý Khinh Hồng cũng chưa nói gì, họ biết rõ, cô bé trộm dị thảo để chữa bệnh cho mẹ là Khương Nhã Mi. Từ bé bà ấy đã ôm yếu bệnh tật, ngay cả bệnh của mình cũng chưa chữa hết chứ đừng nói là cứu người khác, đương nhiên người Khương thị, sao có thể nhớ rõ bà ấy. Bà ấy là một gánh nặng, mà người Khương thị cũng không nuôi gánh nặng, nhưng Khương thị rất quan tâm đến thể diện. Nên họ quyết định mặc kệ bà ấy bị bệnh nặng, không quan tâm, cứ để bà ấy đang sống sờ sờ bị bệnh chết. Cô bé kia chỉ mong có ai đó cứu mẹ cô bé, cứu người mẹ duy nhất trên đời của cô bé, vậy cô bé sai sao? Giọng điệu Khương Nhã Mi rất bình tĩnh, nhưng tất cả mọi người đều cảm nhận được giọng nói bình tĩnh ấy đang đè nén oán giận mạnh mẽ đến mức nào. Đám người Khương Tấn cúi đầu rất thấp, chẳng dám thở mạnh. Đến đây, Khương Tấn, ông nói cho tôi nghe bà ấy làm gì sai sao? Khương Nhã Mi nhìn về phía Khương Tấn, lạnh lùng hỏi. Trả lời tôi. Khương Nhã Mi cất cao giọng. Khương Tấn sợ tới mức sắc mặt tái nhợt. Kim Đức Hữu và vệ sĩ ông ta đang đứng bên cạnh sợ đến mức chẳng có gan nói chuyện. Người phụ nữ này, là đại cô của Khương Thị Yên Kinh. Thưa cô, không làm gì sai. Khương Tấn nơm nớp lo sợ trả lời. Đúng vậy, không làm gì sai, nhưng sao chẳng ai nhớ đến bà ấy. Khương Nhã Mi thản nhiên nhìn ông ta, tự nói, bà ấy đã chết 20 năm, Khương thị các ông có ai nhớ đến bà ấy không? Các ông đã từng đến mộ của bà ấy chưa? Thình thịch, thình thịch, thình thịch, mấy người Khương Tấn quỳ Khương trước mặt Nhã Mi. Cô chủ, chúng tôi sai rồi. Ánh mắt lạnh lùng của Khương Nhã Mi lướt qua, quay về nói với người Khương thị, hơn nửa tháng sau, ngày 23 là ngày giỗ của bà ấy, đến hôm ấy, tôi muốn thấy tất cả người Khương thị mặc áo tang. Quỳ trước mộ bà ấy nhận lỗi. Vâng, vâng. Khương Tấn nhanh chóng dẫn người đi khỏi đó. Khương Nhã Mi nói xong, khí lạnh trên người cô ta lại càng đậm đặc. Trong lúc ấy, Vương Nhất và Lý Khinh Hồng cũng không dám nói gì. Bỗng nhiên, Khương Nhã Mi quay đầu lại nhìn Kim Đức Hữu đang sợ run người với ánh mắt lạnh lùng, ông Vân chưa đi sao? Lúc này Kim Đức Hữu ngã bệt xuống đất. Ông ta thật sự không ngờ. Vậy mà người phụ nữ này lại là cô chủ mất tích hơn 20 năm của Khương thị. Sau khi tỉnh táo lại, vẻ mặt Kim Đức Hữu tràn đầy sợ hãi, nhưng ông ta vẫn mỉm cười. Kể cả cô có là cô chủ của Khương thị thì như thế nào, tuy nhiên cũng chỉ mới về mà thôi, cô thật sự nghĩ sau lưng tôi không có ai sao? Ồ, sau lưng ông có ai? Khương Nhã Mi cười, nhìn Kim Đức Hữu hỏi. Kim Đức Hữu biết, chỉ ông ta sẽ hoàn toàn chẳng thể bắt được người phụ nữ này. Nên đành phải xin sự giúp đỡ từ người sau lưng mình. Tuy ông ta sẽ không thể hưởng thụ được người phụ nữ tuyệt vời này, nhưng vẫn có thể được chia một bát canh. Nghĩ vậy, ông ta gọi một cú điện thoại. Cậu Long, tôi phát hiện ra hai người phụ nữ tuyệt phẩm, họ đang ở sân bay Yên Kinh. Nhưng họ có chút địa vị, trong đó có một người của Khương Thị, cần anh ra mặt mới được. Khương Thị Yên Kinh. Trong điện thoại của Kim Đức Hữu vang lên giọng nói trầm thấp của một người đàn ông trẻ, anh ta kinh ngạc nói. Chín vương tộc lớn ở Yên Kinh, là chúa tể tuyệt đối Yên Kinh. Nhưng Yên Kinh cũng rất rộng lớn, muốn gặp được người vương tộc ở Yên Kinh cũng không phải chuyện dễ. Đừng nói đến những người quan trọng trong các vương tộc. Tên của cô ta là gì? Người đàn ông trẻ lên tiếng hỏi. Vương tộc ở Yên Kinh cũng phân chia thứ bậc rõ ràng. Ví dụ như những người quan trọng vương tộc thì anh ta động vào, nhưng nếu là những người dâu ria cạnh vương tộc thì anh ta sẽ chẳng buồn nể nang. Sắc đẹp là một thứ vô cùng hấp dẫn nhưng người có vẻ đẹp đó cũng phải có thân phận và địa vị tương xứng mới được. Nếu là một người bình thường mà có vẻ đẹp tuyệt trần thì đón chờ cô ta là địa ngục vô tận. Kim Đức Hữu nhìn Khương Nhã Mi đầy tham lam, ông ta nói, tên cô ta là Khương Nhã Mi, chính tai tôi nghe thấy quản gia Khương Thị, Khương Tấn gọi cô ta là cô chủ.
thế nhưng đã hơn 20 năm cô ta chưa từng quay về nhà họ Khương. Kim Đức Hữu lại bổ sung thêm. Khương Nhã Mi, người đàn ông trẻ ngạc nhiên, trong ấn tượng của anh ta, vương tộc Khương thị chẳng có ai tên là Khương Nhã Mi. Nhưng cái tên này nghe hơi quen, có vẻ anh ta đã từng nghe đâu nào đó. Trong chốc lát, người đàn ông trẻ châm ngâm suy nghĩ. Đột nhiên anh ta nhớ lại chuyện xảy ra ở nhà họ Khương gia 2 năm trước, có một cô bé đã bị Khương thị đuổi ra khỏi nhà, cô bé ấy tên là Khương Nhã Mi. Người đàn ông trẻ chợt hiểu ra, anh ta cười khẩy, hóa ra là cô ta. Nghe vậy, Kim Đức Hữu hơi ngạc nhiên, sao thế, cậu Long, anh biết cô ta sao? Người đàn ông được gọi là cậu Long, thản nhiên trả lời, chỉ từng nghe thấy mà thôi, không ngờ cô ta lại quay về cũng được, nghe nói cô ta là một người đẹp băng giá, mau đưa tôi đến đó. Vâng thưa cậu Long, nhận được lệnh, Kim Đức Hữu vô cùng vui mừng, sau đó nhìn mấy người vương thất, Khương Nhã, chế nhạo, cô chủ Khương thị thì đã sao, cậu chủ sau lưng tôi sẽ đến đây ngay lập tức, các người đừng hòng rời khỏi đây. Đôi mắt đẹp của Khương Nhã Mi trở nên sắc lạnh. Tâm trạng cô ta không được tốt lắm, nhưng cũng không muốn ra tay với đám người này, để cho Kim Đức Hữu rời đi. Không ngờ tới ông ta lại chẳng biết tốt xấu như vậy. Vương Nhất cười lớn bước lên, hỏi, rốt cuộc, cậu chủ chống lưng cho ông là người ở đâu vậy? Nhắc tới đây, Kim Đức Hữu ngạo mạn nói, đợi cậu chủ tới các cậu sẽ tự biết, nhưng tôi có thể tiết lộ vài thông tin cho các người. Lúc trước trên máy bay, tôi đã giới thiệu với các người công ty của tôi là tập đoàn bảo vệ xuyên quốc gia Thần Long của nước Hát đúng không? Vậy các cậu có biết những vệ sĩ chuyên nghiệp trong công ty đó đến từ đâu không? Kim Đức Hữu nhìn Vương Nhất cười nhạo, phỏng vấn đúng không? Vương Nhất hỏi. Siêu bởi vì sau lưng tập đoàn vệ sĩ của tôi có cả một con đường vận chuyển người tài. Kim Đức Hữu nói to. Nói đến chuyện này, anh ta rất tự hào. Con đường vận chuyển. Vương Nhất ngạc nhiên. Nhưng sau đó hiểu ra, ý của ông là, tập đoàn của ông hợp tác với người nào đó mở một con đường, sau đó anh ta sẽ liên tục cung cấp những lính đánh thuê xuất sắc tới đây đúng không? Đúng vậy, bọn họ chính là lính đánh thuê đứng đầu trong nước, mà tất cả những điều này đều là nhờ cậu Long. Kim Đức Hữu rất sùng bái cậu Long kia. Nụ cười trên mặt Vương Nhất dần dần phai nhạt. Trong nước có những đơn vị chuyên huấn luyện tỉnh Anh thương nghiệp, và đương nhiên cũng có những trường học bồi dưỡng nhân tài quân sự từ nhỏ. Chẳng hạn như học viện quân sự. Bọn họ từ đâu đến? Chiến trường. Không ngờ các nhân tài quân sự lại bị đưa đến các công ty vệ sĩ để kiếm tiền cho các thương nhân. Điều này khiến cho Vương Nhất không thể chịu nổi. Anh cần phải điều tra rõ ràng chuyện này. Nhưng anh không thể hiện cảm xúc ra ngoài mà chỉ nheo mắt lại tiếp tục lắng nghe. Cậu chủ chống lưng cho ông, trách hẳn là vị cậu Long này đúng không hai? Vương Nhất hỏi. Đúng vậy. Trong tay cậu Long có rất nhiều cao thủ mạnh mẽ, cho nên chắc chắn các cậu không phải là đối thủ của họ, tôi nghĩ các cậu nên bỏ cuộc sớm thì hơn. Kim Đức Hữu nói với Vương Nhất bằng vẻ mặt chế giễu. Cậu Long nhìn chúng vợ cậu và cô Khương, thì đó vinh hạnh của họ, những người bình thường như các người, đánh không lại đâu, chạy nhanh đi còn kịp. Kim Đức Hữu chỉ định để lại hai người đẹp Lý Khinh Hồng và Khương Nhã Mi, còn Vương Nhất thì có thể đuổi đi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 29.